tại thì Mạnh Quân đang có mặt tại địa chỉ 145-147 Nguyễn Tất Thành tại showroom Ngọc Phủ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì diễn ra chương trình thay nhớt hoàn toàn miễn phí và bảo dưỡng xe hoàn toàn miễn phí. Và trong buổi tối ngày mai, xin mời tất cả quý vị khách hàng đang có mặt tại khu vực thị trấn EAK của thành phố Đắk Lắk hãy cùng tham gia vào một chương trình ca nhạc vô cùng đặc biệt với phần xuất hiện của nam ca sĩ Nhật Tinh Anh. Ngoài ra còn là phần kết hợp của âm thanh ánh sáng trong phần DJ vô cùng ấn tượng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tối đêm mai từ 19 giờ đến 21 giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.